Này con cá lóc bự. Bạn cá lóc bạn. Này con cá lóc bự đó không phải. Thôi rồi. Vô đi. Thôi rồi. Ra. Ra nữa ha. Ra. Ra đồ dữ à. Các bạn ơi. Sáng rồi. Ngủ tối phê quá, sáng thức không nói luôn. Ông sao mà ngủ chị. Ông sao mà ngủ thấy thèm luôn, ông sao như u đen kìa. Hôm nay tôi với ông Cam thức sớm. Bây giờ dỗ mông nè, dỗ mông người yêu nè. Ê sao ơi. Sáng rồi. Bé cô đen. Sáng rồi. Trời ơi, rồi rồi. Sáng rồi, vậy đi. Gì vậy ba? Vậy đi kiếm đồ ăn sáng nè. Sáng cơm ăn nè. Nhìn đâu ăn gì. Trời ơi. Ơi. Ngủ thiệt cưng với ông anh. Ngủ gì mà dảnh dò luôn trời. Cái mặt. Một đêm thật là vô mốt. Vậy nói ông thần. Ơi. Chào bạn buổi sáng nha. Ý dạ. Ủa tối mà ngủ đi. Bye bye. Trầm vậy. Ôi, chùm lại là tối à. Chùm lại là thấy tối liền, mở ra thì nó sáng, chùm lại là tối. Kênh canh đi, hôm mình bữa nay đi câu bán mối đi. Anh em mình xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Hello các bạn buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cúng cùi 72 giờ của anh em mình. Sáng ngày mai là anh em mình đã giáp 3 ngày 3 đêm 72 giờ trong đây. Anh em mình chúc cho tất cả các bạn có một buổi sáng tràn đầy năng lượng sống nha bạn. Ủa mình mới đi mà. Thành công mới nha bạn. Mới đi thấy thèm. Thôi bây giờ anh em mình thức dậy vệ sinh răng miệng rồi anh em mình sẽ kiếm cái gì đó để anh em mình lót dạ nha bạn. Hôm qua ăn chay, bữa nay đói sớm bạn, ăn rau muống xào với ốc, giờ cái bụng mình nó kêu ót ngọt ngọt, kêu có con gà trong bụng hả mà kêu đóng, kêu cái mặt kêu ngọt ngọt ngẹt ngẹt trong đó. Không sao ơi. Bữa nay mình ăn heo quay kho đi. Nghe cái đít tao quay không? Đớp một nửa tao đít lên cái nồi xèo nha mày ăn. Quay ngon lắm. Con mấy gà nướng cho tới cũng được. Mày ăn gà không? Hai. Tao bắt một chiếc canh ở trong cái điện ổ đó ra cho mày ăn. Thôi bây giờ anh em mình sẽ ngồi dậy để anh em mình vệ sinh răng miệng, để anh em mình chiến đấu tiếp ngày thứ ba nha bạn. Tất cả các bạn luôn yêu thương đồng hành anh em mình sẽ chiến đấu. Khi nào anh em mình còn một chút sức lực nè, anh em mình vẫn chiến đấu nha bạn. Chiến đấu đến thời thử cuối cùng. Thôi, rồi anh em mình sẽ quay lại ngay để anh em đi vệ sinh răng miệng coi nha bạn. À các bạn ơi, hôm qua mưa nguyên một ngày luôn, nên anh em hôm qua không có đi săn bắt được gì để dành đồ ăn bữa nay anh em mình ăn cơm chứ. Mà hôm qua sẵn có ngày, mà hôm qua mưa nguyên ngày luôn. Hôm nay anh em mình sẽ đi kiếm mớ gắn mối nha bạn. Vì hồi anh em mình làm một bữa cơm thật là ngon lành nha. Đây, mới xuất phát là lượm đường con cái mối nè. Đây. Đây, hành lý nó nguyên mũi luôn. Tại vì bác sao bác bạn biết sao, hôm qua mưa nguyên một ngày luôn. Là bữa nay nắng lên là gắn mối nó ra phơi nắng nè. Là mình đi bắt là kiếm được 5-7 con, 10 con là chuyện nhỏ. Thôi bây giờ anh em mình mời tất cả bạn cùng theo anh em mình đi bắt gắn mối về làm bữa cơm trưa nha bạn. Đây, anh em mình đi bắt cầu cạn nha bạn. Để anh em mình xỏ vô cái cầu chì. Anh em kiếm một dây cột vô. Anh em mình sẽ đi cầu gắn mối nha bạn. Đây, cô đang làm được 2 con cầu đất chập bá lưỡng nè. Quá đã. Bây giờ mình sẽ xỏ nha và đi cầu gắn mối dài dài nha bạn. Đấy. Trời ơi. Trời ơi, kéo bên tay luôn á trời. Thánh hay sao? Thiện xã như đàn ấy trời. Rồi, phát nào, phát ăn ngay nè. Trời ơi. Làm gì nó sống được rồi, đang bị sắt người đó. Lết gì đó, lết gì đó. Kệ kệ lết kìa. Ê, chân chân của tao không á. Không rồi. Lết ra rồi. Bắn thiện xạ hay dĩa rồi rồi. Thế là bắt rồi hả? Bắt rồi. Cái gì ông bú vậy trời. Two
thousand years later. Các bạn ơi, anh em mà đi câu cá mối nãy giờ muốn chạy kè luôn, không có gì chứ. Con mà cuối cùng chạy luôn. Luôn á. Thấy thèm thế chứ. Nào làm sao? Anh này nè. Thằng có lý à. Anh em mình đói lắm đói rồi. Không thấy chưa luôn. Thế này cái gì á? Không ăn được không? Chị gáo. Ăn được không? Chua chua. Anh ơi. Anh muốn sợ. Chua chua chắc chắc. Dạ chua chắc cái bánh ngọng không có chai đâu. Chắc nha. Chắc mà nhẫn nhẫn đắng em chịu á. Ê, tôi nói coi nghe nè. Bốn thằng kia không kịp bỏ nó chôn. Cái này được mà, chín đang chua lắm đó. Trời ơi, chín đang chua lắm ông thằng. Không biết cái này người ta kêu chứ. Không có gừng. Không có gừng, chứ cái quả thì không biết đâu. Thôi bây giờ anh em mình đấu dám đói mà ơi. Anh em mình xuống cái đường nước rượu này, bắt mớ cá lên. Anh em mình về chế biến làm bữa cơm rồi đói lắm rồi. Từ sáng giờ anh em mình đi câu cá mối, chín có một con mà cũng sảy luôn nữa. Tại vì anh em mình không có dụng vật công cụ đi. Trời ơi, đó mà đang cỏ rồi các bạn thấy đó. Tại anh em mình trong đi sinh tồn này nè, đâu có dụng cụ để anh em mình câu gắn mối đâu. Cần câu dính mà giật là không có cái thùng hứng, chụp bằng tay không sảy trơn, ngỡ nhát nó bằng ở đâu. Thôi, thôi đi xíu đi này bắt cá bà con được nước rồi. Quá trời cá rồi anh em xuống bắt mớ cá là anh em về làm bữa cơm ông ngoài đó trời đấu từ tới tài trưa luôn đó. 12 giờ trưa đó. Nắng yếu xìu quá. Ông sợ ơi, sắp mưa nữa kìa ông sợ ơi. Cá này ngọt đỏ 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 đỏ. Anh em mình lấy cái nồi xuống đây nấu cơm luôn nè. Bây giờ mình lên mình chặn ngang đổ lại đi. Cho cá được dọn lên trên lại. Mình bắt. Sắp mưa nữa kìa. Trời ơi đang còn lũ nữa em tội ơi. Đi dưới đây, vừa khích luôn anh. Chặn chạy đi. Đập đập đây đó đi. Rồi, chặn đập đây ông ơi. Xe đập tạm hiệp ơi. Xe đập tạm hiệp lại đây đi. Đó, cái dậu dụng này cay lắm luôn, thấy lòng tông không vậy? Còn câu với mấy con cá sạc nữa không ơi. Cái gô non nữa. Đây bây giờ anh em mình sẽ xuống bắt cá cái đường mưa đường nước cuộn này nha các bạn. Ông Sàm ơi. Cái gì? Con cái lóc con Sàm. Cái lóc rồi hả? Có. Trong quần ngoài con đó. Đắp cái đập cao lên nha. Nước nóng chứ hả? Trời ơi cái gì? Cái gì? Bây giờ mình dưới đi con các bạn. Dưới hai ơi. Chia hai đoạn lên. Đẹp trai quá. Ê, cái lóc nhảy bờ kìa. Thôi cô bạn, mày chạy, mày chạy lên, mày đi bẻ củi để dành đi. Đi bẻ củi đi. Để hồi trời mưa tới, không có củi chụm nữa. Tôi dính con cá lóc rồi nè. Đâu? Mày dính con cá dốc rồi hả? Cá lóc nhỏ. Mưa sắp tới rồi kìa. Bẻ củi đi, bẻ củi nhiều gì, chữ đi. Cái đẹp trai dữ rồi, đâu rồi? Sắp tới rồi, chạy đi chút xíu, hồi sắp cũng được hết rồi. Để tay cô đem tắt con. Ê, trời. Chị đi. Hồi mưa tới là không có củi nữa rồi. Ok. Vậy tôi đi bắt củi nha. Bắt củi nhiều nhiều nha. Okay. Đắp cái đập lại ông Sàm ơi. Tát như đây chắc thì mổ luôn á. Anh em tát cần cá này các bạn. Được một cá rồi kìa. Được bọc rồi đó. Cho bạn coi. Có lý rồi đó. Cá chốt nữa hả? Lóc 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 lóc. Chốt có bắt được nữa hả? Có khi là tao tát quánh luôn sao? Không có đâu. Cái lóc con bự bự là con giờ mới vô đây đâu. Mình mấy thành quả nãy mình bắt. Được. Được một bọc ô mô xà bông nè. Ô mô bắt cá rô, cá lóc, cá lòng tông đầy đủ hết ha. Nè. Đó. Như đây anh em mình có bữa cơm nữa rồi đó. Rồi thôi nghỉ đi. Có bữa cơm được rồi. Cái đẹp trai chứ hả? Đúng không? Đúng. Cái chốt chín đít này kìa của đây. Thiệt luôn hả? Đó. Cái chốt chín đít. Cái chốt chín đít luôn kìa. Cái gì vậy? Chốt đỏ lộn luôn của đen. Bảy ngày nữa. Con này bắt gì vậy? Lóc, lóc. Nè. Đúng vậy? Này con cá lóc bự bạn. Cá lóc bạn. Này con cá lóc bự đó. Ôi rồi. Này con cá lóc bự đây nè. Bóc mà. Đâu? Đâu nè. Đâu? Chắc sống luôn các bạn. Đâu? Lấy còn nữa. Nè. Ủa. Rồi. Vô đi. Chơi vậy? Vô đi.
đùi rồi. Rồi xong luôn cục xà bông thiệt tình. Dù không cống là nghỉ ăn luôn. Nó không nói chắc nó không chịu, không chịu bịch xà bông quá vậy. Bịch xà bông nó không chịu. Trong cống này có con cá bự lắm ông xã. Là cá phi, cá phi. Hai ba con luôn. Nước hai ba con luôn. Ăn hết con phi một đống luôn. Trời ơi. Con phi một quyện luôn. Cái ghẻ mặt con phi nó vô đây nè. Nó đông nè. Đâu. Dữ lắm con phi nè, nè giờ tách lụa mày nè. Trời ơi con nè. Đông con phi luôn. Vì bọc luôn. Uống cái đống gì trời. Chút phát được hết gì đâu. Đó. Trời ơi, con phi dốc đâu quá. Tép nữa. Đó. Nè. Lóc nữa nè. Văng nữa quá. Chắc văng nữa các bạn. Nữa ha. Văng nữa ha. Đó. Ra đâu dữ à. Tao ăn ai nước ăn vô anh con phải. Hai mày coi tao có bắt dính con gì nè. Con máu. Con máu. Rồi. Cá chốt. Hết tao bắt dính con dâu nè. Trời ơi. Xô xui với không? Xô xui. Nghe chưa? Đâu rồi? Cái nào cũng lượm được cá chạch đó hả? Được không? Đó. À. Đây, cá chạch luôn nha bạn. Thế nào cũng lượm quá được hả? Bạch trời, cũng đi. Được chưa? Mò mò thế nào cũng lượm được cá chạch đó hả? Ồ, ồ, luôn. Nghe chưa? Đang con nói gì nè? Quá. Chạch ta. Đâu? Chạch, 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 chạch. Dung mở, dung mở. Ê, đó. Từ nhau qua đây nha nhà nha. Giống quay phim lụa nãy. Nè em cầm cái lụa tao lụa giống như tha. Tha đụ chứ hả. Chùi đó bạn ơi. Được hả? Lắp con nè. Lắp hồi chắc không còn con nào á. Nữa hả? Con này không vượt nha. Về đó hả? Ba con hả? Hả? Đó. Nè bỏ đây đi ra đây. Đi anh lẹ, anh đừng khoe anh lẹ, hồi đó là không có ăn luôn anh lẹ. Khoe nãy hết ba con, nhìn xảy quá tiểu chưa. Giờ bắt này là có con nữa chứ. Cái đẹp trai chứ. Trai chứ hả? Cá bụng. Vô. Trời ơi. Mọi dính hai cá lóc đi. Ui. Wow. Ui. Ui. Một con mắt của ta. Ê. Ông lẹ. Ông lẹ. Ê. Một con mắt của ta làm sao nó nổi. Ê. Nãy mới đụng đi ra nè. Cá lóc nãy nhảy nè. Rõ ràng. Làm sao. Con kia hơi bự hơn xíu nữa. Một con mắt của tao chịu nổi đâu. Tôi mới đụng đó mà. Mày nói là gì. Ôi quá giòn đó. Chút xíu là nó nổi hết trơn hả. Thịt này là đường này nó nổi. Có chịu gì nổi. Gần cái nửa bịch luôn rồi bạn, cá ngon ngon thôi hả? Sao đây mới bán không? Đi phóng sinh nữa. Phóng thiết thèm, phóng vô nồi á. Đối từ sáng bữa hàng đó có sắp xỉu, giờ không có phóng sinh. Phóng thiết thèm luôn á. Chặt đó mà. Cái lưỡi rồi. Cái gì? Tao bắt anh không? Cái lại này. Nó cầm không được mà. Cái lại như đây nè. Và thế là anh sáng sẽ uống cà phê. Và thế. Và thế là anh mắc tiêu con cá chạch luôn. Cái cá chạch. Bữa nay có lẽ là tỏ nhân thiên cổ. Mấy con cá lóc và một con cá chạch. Thấy thèm. Hay quá lẹ ơi. Anh em mình bắt sau ta, anh em mình xả đập luôn. Cho nó là giờ gì thiên cổ lại nha. Đâu, một cá đâu đây. Một cá không có tiêu rồi. Đủ. Hay, đủ, 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 coi. Lên bờ đi, lên bờ đi. Lên bờ, wow. Một cá lóc rồi. Ở quê hương em mà dễ sao các bạn, bắt chút xíu một đống cá nè. Lóc đồng nè. Cá chạch, cái gô đồng, cái lóc đồng nữa. Tôi đãi tôi vượt ba con cá lóc bự. Bắt lại được hai con cá lóc nhỏ. Quá đã. Thôi giờ thôi. Đi rửa bà ơi. Đi đáng về là đi về làm bữa cơm ăn qua đây. Bây giờ anh em mình sẽ đem mớ cá này về để anh em mình làm bữa cơm trưa bạn đâu quá trời nổi. Từ sáng đi câu gắn mối thấy thèm mà. Để đi bắt cá ngon lành canh đào rồi. Ok. Rồi anh em mình về nha các bạn. Anh em mình nấu nồi cơm chín nha bạn. Đây là cái số cá nãy anh em mình bắt là cái đường nước của nè. Là mình ốp nãy giờ nha bạn, mình sẽ có nhiều lắm mà không sao. Mình sẽ có nãy nhiều lắm mà thả bớt rồi. Tại bố anh em mình ăn như đầy đủ các bạn. Tối nay anh em mình có một món mới ăn. Bởi vậy anh em mình thả bớt, anh em mình ăn như đầy đủ các bạn. Đây giờ bắt con kho nha. Có không? Sao không? Làm sao? Có. Làm sao? Cái nồi hạch sùng nãy cô lẹ nó đưa nó đi về dùng Vĩnh Cửu rồi. Nó làm một phát một không còn cái gì. Đâu đâu luôn không biết nữa. Hủ tiêu rồi. Hủ tiêu như vậy. Đây. Chẳng qua là thiện lý. Cô lẹ nữa là gì dùng cực lạc luôn rồi. Em thì cái thạch sùng chưa? Thạch sùng chưa đập mà cô lẹ đập trước rồi. Lỡ chân hư thôi bạn ơi. Lỡ tao không ngờ trên đời này có thằng lớn. Tao không ngờ trên đời này có thằng lớn như mày. Lỡ thì em thôi chứ. Đó, hôm nay anh em mình sẽ ăn cơm với món cá kho nữa nha bạn.
có nhiều loại cá này lắm, cá gô đồng, cá gô non, cá lóc, cá chốt, cá chạch. Vậy mà không có cá chà bạc hả? Cá chà bạc nằm ở dưới cái cùng mẹ. Tôi đâu có. Có, từ thì có chứ. Vậy là cá chà mà nhỏ hả? Ừ, cá chà nhỏ. Cá chà nhỏ, cá chà bạc. Cái này cá chà bạc. Từ vừa sáng giờ anh em mình chưa có hộp cơm nào hết trơn. Sáng thức dậy xong đi con cá mối, mấy tiếng hồ, có một con không? Thèm. Tôi ăn lúa đỡ hơn đâu ra đó. Cái chảo cá của mình đã chín rồi nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ nhắc xuống để anh em mình ăn cơm trưa các nha bạn. Trời, bộ đã không? Quá tuyệt vời mặt trời. Tính ra anh em mình nói ăn cơm trưa chứ thật sự các bạn biết nhiêu chưa? Hơn 3 giờ đó, ghé mạc á. Đúng. Cũng gì đi câu gắn mối. Mà gắn mối xong về gần 12 giờ xong bắt cá xong về nấu cơm bằng cá nữa. Chắc này là ghé mạc lâu luôn rồi. Đói gã người. Mình sẽ nhắc xuống các bạn. Trời, bộ đã. Cái nồi của con sùng cô lẹ đã tiễn nó đi xa. Bởi vì anh em mình sẽ kheo bằng cái chảo này. Đây, bây giờ anh em mình đã bắt cá xong, về nấu cơm và làm bữa cơm trưa đã xong nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ làm thủ tục trước. Trời là anh em mình sẽ cúng cho ông bà chứ bạn. Đồ cá đã ít xịt hả? Cái nồi cơm ít xịt không đầy cái đậu miếng nữa. Tại đói quá. Anh em mình chơi khô máu luôn. Quá đói. Máu khô luôn. Mô luôn. Đây, để mình làm thủ tục cái nha bạn. Tại vì lúc nào anh em mình đi vô vườn vô tược hay vô đồng vô ruộng mình trước khi ăn mình cũng cho cúng ông bà trước, cho ông bà ăn xong anh em mình ăn. Đã ông bà phù hộ độ cho mình, bắt cá cũng có cá nè, bắt gì cũng có chứ. Cái đó cúng là người ta kêu là phong tục tập quýnh á. Thằng nào không cúng là nó bị quýnh. Quýnh thấy thèm mà ai quýnh mình nổi. Ông bà quýnh cho gì? Gứa ông anh. Tôi đang ngủ chắc cái giọng cái tát. Ông bà thương mình hết có đâu quýnh mình. Ông bà nói là thương cho vô cho giọt, ghét cho ngọt cho bụi. Bởi vì mới quýnh bởi đó. Bởi cháu thương mình đập cho thằng mấy cây chắc ké luôn á. Rồi ông bà không ngoại đây ông ta ông địa ở khu vực này. Rồi đây ăn cơm với tụi con. Có cá kho xả và có mấy trái chuối già non. Anh em mình nãy đi bắt cá bẻ được trên bờ kinh đó. Về ăn cơm con bầu. Nhờ ông bà mà được cá ăn ngon nè ông bà. Nãy anh em bắt cá nhiều lắm luôn. Cái đường nước nãy bắt một đống cá luôn. Như anh em mà về lựa mấy số cá nào mà anh em không ăn anh em mà thả lại xong cái từ, kinh hết trơn. Tôi buồn nữa rồi. Sao? Tôi giục ba cá lóc. Buồn làm chi anh. Nãy tôi mới vừa khoe với mấy bạn là mình bắt được cá cái. Bỏ vô bà mới nhảy ọt ra. Đẹp trai dữ à. Sao bắt cá hai tay? Không được. Nó bắt cá hai tay đó mà nó giục đó. Bắt cá hai tay. Mày thấy nữa. Vậy thôi ba tay. Một con mà con sấy. Thôi em được rồi. Bởi vậy. Mà bắt hai tay là hai con hả? Ông bắt tay bốn cá, một tay bốn con hả? Bởi vậy. Dạ. Mốt nó bắt cá hai tay nó bước thêm cái giò. Bắt cá hai giò. Cá hai tay một giò. Thường thường ta có nói câu nói đó, bắt cá hai tay. Cái này tôi không bắt cá hai tay đâu, tôi bắt cá hai tay một giò luôn. Thêm giò nữa hả? Ừ. Vậy con sấy. Vậy mà con sấy nó đau lòng thiệt chứ. Đuổi vừa cái nhân bà ơi. Ôi, để cho ông bà các bạn, ăn được các bạn thông cảm nha bạn. Không biết rồi đâu, có anh em nó nói nè. Tụi bay thích chơi tới đâu, tao theo tụi bay tới đó. Nếu tụi bay chống với tao, đầu bay sẽ bằng bó. Mày gọi nó vậy. Ông bà nói nghe không? Mày chống nó, đầu mày không bằng bó, tao sợ. Tối nay mày ngủ lại, ăn cái đầu mày không còn tóc. Vậy sao vậy? Thì tối nay ngủ đội nón mày được. Mày chống nó là cái đầu bằng bó ngoài rồi. Gì ghê vậy? Cũng thường thôi. Thôi ông bà ăn cơm rồi, cho tụi con xin phép được ăn cơm bà. Tại từ sáng giờ tụi con cũng chưa có ăn gì cho nó bụng quá trời đói rồi. Ăn được mấy ăn được con mối mà cũng sấy. Sấy luôn. Thôi anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn cơm với này bạn. Bữa nay anh em mình tiếp tục ăn với cá kho đạm bạc nha bạn. Đó, đạm Phú Mỹ luôn á chứ đạm bạc gì trời. Mình ăn xong trong chắc biển. Rồi, con trâu vàng, trâu đen. Hôm qua có gì cái cậy không? Bữa nay anh em có trâu. Đồ hồi cho cá biết. Thôi vô bà, cơm với nè nha. Đầu trâu không ăn cũng ngon á. Đây anh em mình được con cá lóc này thì thằng Vy Phiên nó sang nha bạn. Anh em mình chỉ thích ăn là cá gô non nè, mình thích nhất cá gô non. Đó. Đây, xin mời tất cả các bạn cùng ăn cá cơm với cá gô non. Rồi xong không? Mình chỉ thích ăn nguyên cái nồi vậy bạn. Chứ mày chắc mày bị gùi cái đầu con bó đâu á. Trời ơi, ông cô đen ông chết ăn đậm à. Mày thứ mà qua à, ba thằng quýnh thằng chắc chầm bẹp luôn á. Ăn hồi đó chắc cái đầu mày sẽ bị băng bó. Đây, xin mời tất cả bạn cùng ăn cơm mình nha. Quá ngon bà ơi. Đó. Ăn tôi thử trái chuối này coi. Cho xin cái muỗng bạn. Anh Cam hiểu quá anh Cam. Đó, quay cho đèn thiếu. Mời bạn nha bạn. Ngon không? Ừ, ngon. Nước ngon. Đói. Cắp miếng cá ha. Ngon cắn miếng thịt như trời đẹp gái vậy. Mời tất cả các bạn ăn cơm với mình nha. Bữa nay nữa là anh em mình đã bữa cuối nha ba. Bữa nay là ngày thứ ba đó. Sáng ngày mai nữa là anh em mình đã hoàn thành cái sứ mệnh của... Sứ mệnh của ai giao cho? Của tất cả các bạn giao cho mình. Anh em mình đã thực hành xong. Sáng mai là anh em mình đã làm xong rồi. Cái gì? Sứ mệnh của thằng Ra giao cho mình. Thằng Ra là thằng nào? Thằng Ra là thằng nào? Thằng trên trời á. Thằng nào ở trên trời có thằng ra ông nội, thằng đẹp trai gì vậy? Thằng Ra. Ra hả?
ra đâu? Thì mình làm xong mình đi về á. Đi về thằng gì á chứ sao thằng gia? Thằng gia. Thằng gia thằng gia nó xem á. Thằng kinh. Thiệt hả? Thằng gì thích đẹp trai vậy? Tôi người kinh nè. Mà tôi làm thằng, tôi thằng kinh. Dạ. Rồi có đi học hay chửi mấy bạn á. Cái đầu thằng kinh cũng kinh. Tôi tưởng mà tử thầy giáo vậy chứ đúng không anh? Xoay chuối nè. Liếm mũ nè. Chấm nước cá nè. Vô bạn. Mời người à. Vô hả? Rất ngon kìa ha. Cay dễ hả? Hôm nào mà có bù lỗ thì con tép này không? Đồ tôm Alaska. Tôm hả? Vô bạn ơi, mời bạn ăn con tôm Alaska này bạn. Quá đã ăn tôm. Tôm bao nhiêu nữa? Kiểu mấy á? Ngươi hả? Tôm mà anh. Tôm mà thấy là tôm bên Alaska nó mắc rồi. Mà tôm mình gặp thêm tôm ruộng nữa, hướng nào chịu nổi. Tôm chịu mấy? Ờ chịu mấy con hả? Dục nổi. Chịu mấy con? Ông nội tôi không dám ăn nữa. Ông nội không dám ăn như mày dám ăn. Nói tôi chết rồi. Thì bởi ông nội không dám ăn như mày dám ăn, rõ ràng. Đâu đó phải rõ ràng chứ anh. Mở bạn ăn tôm Alaska bạn. Sao dám ăn trời? Ê! Ông về ông lộng kiến cho tôi đi. Thích thèm mà. Chân kiểu mấy đâu dám ăn. Bỏ trong chân luôn hả? Để dành. Đó này ăn với chuối sống chấm nha bạn. Vô nha bạn, mời bạn nha. Thèm lắm. Sáng nữa bà, ngon quá. Bà hả? Cơm này nhão nhão ăn không đâu mà tử. Ngon. Cái người nấu cũng thương anh em lắm. Tao lắm quá. Bởi vậy anh em thương nó mới nấu. Bà bán gạo thương tao hả? Bán gạo nhão. Bán gạo nhẽ bà nhão. Ngon á. Ngon các bạn. Tại mà bữa hổm tôi uống quả tôi bán gạo. Nước nè. Kẹo kìa. Đủ. Xuống tới tiệm bán gạo đó, bà bán gạo ngon, bà bán cho con 5kg gạo ngon ngon, tết nay con trả tiền. Rồi. Bởi vậy bà bán gạo đó. Cá đầu thiệt á. Nếu trả tiền liền bà đưa gạo kia rồi. Thì trả mà anh tới tết nó có không? Ngon về chiều. Bà đã ha. Chị bà bù chiều. Cá gì cũng chẳng ăn thôi. Chắc có bà mới chớp rồi bữa chiều. Cách chốt này không? Chắc có bà mới kì chùa. Tại xin lỗi mà. Bà đã kì. Camera chùa. Tôi đây mà. Đẹp trai chưa? Đừng mà đâu, bước kia đâu hư. Lát đúng kêu. Xin cho tôi đi. Không có chú. Nhớ đến đi. Thề nha. Chú nhau. Chú nhâm nhuồn. Ở đây, không có chú. Ở đây không có WC. Gắng đi, sáng mai về nhà Ibu. Tôi nói đùa chú. Ông chú dưới tôi ngồi trên. Mặt dương dương. Dương dương thì có cho bè. Ông Maria đi đời về nhà. Ngài mẹ đi bu. Nghe xong bu hả? Ú. Vô rồi. Bởi vậy luôn. Mặt dương dương. Mình nói tiếng chân tộc. Hờ nú. Gì vậy hả? Hờ bu. Căn tộc là máu với cha. Ta chỉ nghe dân tộc Kinh, dân tộc Tày, dân tộc Hơ Mông, dân tộc Khơ Rú hả? Ta tới 54 dân tộc. Người Kinh mà theo tôi là tới 59 dân tộc luôn. Người Kinh cầm dao thái mông người mèo. Bánh mông tại sao nổi? Đẹp ta. Dân tộc. Nè, Kinh, Mông, Thái. Dao. Dao mèo. Dao hán, hú. Nổi. Mày tháo cái mông còn ta hư hết chúng ta sao trời. Đúng không? Cái gì mày cũng phải trượt cái mông lên chứ không anh? Vô bạn. Trời ơi. Kinh tháo mông hả? Kinh cầm dao. Thái mông thái người mèo. Thái mông người mèo. Người mèo quay lại thái mông người kinh. Vậy đâu cái nữa mà thái qua thái lại không còn cái mông nào. Hồi nãy anh em mình đi con không có, xong giờ đi bắt cá, nếu mà không có cá nữa anh em mình chơi cái món cà nao kho quạt luôn á. Dễ gì thèm chứ, mà ở khu ruộng lúa anh em mình thì cá bao la các bạn, đường nước ruộng nào cũng có hết. Bởi có nhiều bạn mình quay clip đăng lên các bạn nói ông xàm sao quê hương cá nhiều quá, làm gì có ruộng nước có chút xíu làm gì có cá. Anh em mình nói các bạn nghe ha, xứ sở Đồng Tháp mà. Ở đâu có nước là đâu có cá đâu. Tại quê hương anh em mình là mang xứ sở là cá đồng luôn. Ủa vậy tôi hôm mẩm tôi thấy nghe cái chỗ cái nhà tắm nó gà bọt nhóc luôn mà không có nước, không có cá. Có làm sao đặt có cá không anh? Đem lỡ đặt là không dính. Phải thêm miếng Red Bull nữa mới có. Get thấy thèm mà. Và bây giờ anh em mình sẽ ngừng máy quay chút các bạn, để cho mấy anh em mình ăn cơm. Anh em mình ăn cơm xong anh em mình sẽ có cái tiết mục vui để dành cho tối nay nha bạn. Các bạn hãy đón xem mà cái tiết mục tôi vui tối nay là gì nha. Các bạn đừng về màn hình, anh em mình sẽ quay lại ngay nha các bạn. One hour later. Các bạn ơi, anh em mình đã ăn cơm no và anh em mình đã nghỉ được chút đỉnh các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn thực hiện cái lời hứa ngày hôm qua còn sót lại là đi mò dẹm. Hôm qua anh em mình tính dẫn các bạn đi mò dẹm mà chút đầu ra mưa, chút đầu vô hết mưa, chút đầu ra lại mưa tới. Nên anh em không bắt được. Đó nghe nè. Đây là cuối phải không? Xuống dưới mình bắt cỡ mười mấy 20 ký mình đem lên mình bán để dành bán. Ở đâu có? Mai bán.
à đâu có. Làm gì lo nói một mấy 20 ký, ký một mấy 20 con thì có. Ở đâu ra một mấy 20 ký. Vậy theo con cách thì thớp. Chị bông cách giờ kinh bông á. Các bạn, mình biết vậy các bạn. Này phía tay biến nhẹ nè. Bây giờ anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn đi mò dẹm ở dưới sông nha bạn. Để tối nay anh em mình gì vậy? Anh em mình sẽ chế biến một món trao dẹp ăn cho tối bạn. Đúa của ta mà. Bây giờ anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn xuống mồi dẹm để tối nay anh em mình sẽ dìu làm nồi cháo dẹm ngon ngon nha bạn. Ở đây nè, dẹm dưới sông này anh em mồi dìu dưới đây đó nha bạn. Trước khi mồi dẹm anh em mình sẽ chơi bài hip hop vô music music nè, hip hop nào, lên hip hop nào, sao lên hip hop nào, hip hop chị đó thì đẹp chị đó màu đen. Bây giờ hết đâu vậy, hip hop nào không đầu bỏ tôi không chơi làm sao vô ngay nè, lên nè đây mà chưa hết cái người như hip hop nào hả vô ngày xưa chưa làm là YouTube là hip hop đâu. Vô muốn xiết em, muốn xiết, vô. Vô. Mẹ con cái trời. Mẹ này nghe chưa? Nghe rồi. Ai đâu vậy hả? Mày thằng thằng xuân cô đang là tuổi gì với tao? Trời ơi, giới đường ta kìa ông nội. Thèm á. Tôi mới gọi lại phát này ai. Phát nào? Vô tay vô tay vô tay. Giữ ai vô tay. Anh nào nè. Dạ 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 dạ. Mệt đó bạn ơi. Thằng dẹp ơi mệt đó. Hết cái thèm á. Đây anh em mình sẽ mò dẹm cái đây các bạn. Lặn lặn một hơi nhiêu nè. Ồ cuộc trà bá trà bá. Một hơi nữa rồi. Cái đậu dơ mày. Mày cuốn xuống hơi cuốn lên một đống nè. Để mình gãi chảo này nha bạn, để nó to nè, mất cái chảo mình. Không sao. Hả? Lặn xuống hơi đựng 3 ngày nổi lên nha. Cái gì mà anh? Không anh nói gì chuyện hên dưới mà anh. Kéo cao lên. Đó. Ngay đây. Cút xuống cái là lên là xình không luôn. Tại hơi điểm này. Nhìn nè. Sao? Nhìn hip hop nè. Hip hop B-boy yeah. Ông chết giật rồi. Đâu rồi? Lặn mất tích đây. Ê, xuống nè. Sao đâu? Này. Đâu? Chui á hả? Nè, cút nhiều nè. Một hơi có gan không? Bật già luôn con chụp bá nè. Này là dẹm cờ ở quê hương anh em mình kêu dẹm cờ nha bạn. Còn ở quê hương của anh em mình nhầm cút các bạn nhầm người ta kêu bung bung chang chang chim chép gì tùm lum chứ. Ở đây anh em mình sẽ kêu là dẹm cờ nè. Cút nhiều nè, ghẹ mặt không? Nước sâu quá cút. Khỏe gì hả? Con có nè, đâu hai con chứ nhiều chưa á. Lần lần hầm hố vậy, lần hai con đó. Anh em mình sẽ bắt mới dẹm này về để tối nay anh em mình sẽ ăn một bữa cháo đêm nha bạn. Tại ngày mai sáng ngày mai là anh em mình đã giáp sách rồi. Ôi, anh em mình ăn cháo ngon. Không có hành vậy đi kiếm thì nổi nên mình lấy hành. Không có hành mình lấy bạc lá lúa sắc vô xin. Cái đầu gì à, cái này cũng hơi hành lắm nè. Cua lẹ mất đi thằng cua lẹ nó đúng. có hành. Hồi nát hả? Ừ. Đu. Mày có hành. Đu. Hồi nữa cho tao mớ hành nấu cháy nha. Ok. Dạ. Ok. Lấy lòng nách hả? Lòng nách tao đem xào lá cách. Kê hả? Ừ. Nói ngon. Đồng ghi xào lá mít. Dẹm đi ông nội. Hồi nước lớn đầy. Nước lớn lặn mệt á bạn ơi. Sâu lắm sâu luôn. Lũ sâu nó 3,600m chứ này. Sâu lắm. Xe nọ. Nó xe mà nó sập xuống cái đè sập đất luôn. Hồi xưa là tôi cũng không lấy cây cây gậy lên nó bởi vì nó mới sâu vậy á. Thiệt hả? Cắm đây nè. Đủ. Hồi đó tôi thì tôi chỉ nó lấy cái gì. Định hải đang cắm. Ừ. Đổ ra vô định hải đang cắm. Cái chỗ dạ. Này là tôi móc rồi. Gì ghê nổi. Bây giờ mình sẽ cuốn xuống hơi đấy các bạn. Kiếm mày dài con đó nha. Tôi lấy con giò tôi cũng bắt dính rồi nè. Được không? Trời ơi. Cái rác rồi. Ôi, nó cho ít xịt à. Được. Trời ơi trời. Trời ơi, trời ơi. Còn được hai con các bạn. Nó. Hai con bự hơn chưa? Con này cũng được. Thấy không? Ông sao? Con coi này. Ngọc trai nữa. Ngọc trai đâu? Thấy không? Ngọc đó. Ồ, con gì á? Ai biết đâu. Ngọc trai thiệt mày. Ngọc trai á. Có hạn. Coi chừng có ngọc hút bạc già luôn nha. Sao tròn vo hả? Ngọc thiệt nè, ngọc trai. Cho báo sừng sừng sao lộ. Ngọc trai thiệt nè bạn. Mà nhưng mà nó tiếc con cá nó chưa có trai. Nó có ngọc à? Nó có ngọc à. Đó, lặn cây ngọc trần không? Lá kim ngọc gái nha. Đó. Đây. Đó. Ngọc nữ quay số. Đủ. 14 giờ em ra đâu đất.
các bạn ơi, anh em mình đã đi bắt dẹp xong, vì anh em đã tắm rửa rồi thay đồ khác cho nha mày, đẹp trai rồi. Trời ơi chơi đẹp gái dữ mạnh, chơi thiết thẹo anh chuột dẹp. Thôi em bạn đi đi cá đây, giờ anh em bắt được một chảo vậy bạn. Bây giờ mình sẽ luộc, đang mình lấy cái ruột nó ra để anh em mình sẽ nấu cháo, anh em mình sẽ ăn buổi tối. Đêm nay nữa là anh em mình đã hết hẹn 3 ngày tại đây nha các bạn, hết cách ly, hết cách thiết thẹo, nó không biết cách nữa chứ. Còn cho anh em một giây nữa thôi là 2 giây rồi, một giây thôi là 2 giây rồi. Vậy là mình làm công việc quá hả? Chưa đâu, làm sao biết được, làm sao vậy được. Làm sao được. Bây giờ anh em sẽ luộc số dẹm này ra để anh em lấy thịt của nó, để anh em mình sẽ nấu một nồi cháo thật ngon để mời tất cả bạn cùng ăn chung với anh em mình cháo đêm. Cháo đêm mà nấu với cháo dẹm nữa đi của ba thằng thì mát lắm. Cháo khuya à, nghe cháo khuya rồi mày. Khuya ba thằng nữa cơ. Khuya nữa, bốn thằng khuya gái không anh. Đây bây giờ mình sẽ vô nồi cháo để bắt lên để mình nấu cái nồi cháo siêu đặc biệt để anh em tối nay anh em mình ăn nha bạn. Cháo siêu dẹm. Siêu đặc biệt. Cháo siêu dẻo. Cái gì thích thèm á? Cháo siêu dẻo. Siêu đặc biệt. Đây. Ở cái cây gãi không thầm. Gì? Cái cây gãi rồi. Gãi à? Ừ. Đâu rồi gãi à? Cái cây á. Thôi yếu xìu hả? Đây bây giờ mình sẽ vô dẻm, cháy dẻm. Ủa, trời ơi. Tắt dầu vô giò vậy hả? Cái này là cái gì ngâm cô đen? Là ngâm chứ thịt luôn hả bạn? Hồi treo qua ba mình bắt là cái gì ngâm? Cờ ngâm, xê ngâm, ạt ngâm. Hai não đi trời. Ấy à? Dạ. Lên thằng lần. Đi. Mày sao lần hả? Có. Mày sao lần hả? Làm gì có. Ở ngoài cái... này làm gì có thằng lần. Cái đầu của to có hùng sẵn lần anh. Làm gì có đâu, làm gì sợ làng ba đồng quỷ đó, ai đâu mà sợ. Làng trời. Ô. Có một thằng đang sợ thằng làng ba đồng quỷ. Giờ mình nêm cái dẹp mình luôn nha bạn. Thằng hồ mình khỏi nêm cháo nữa. Đây, bột ngọt, đường, muối, mắm, tiêu. Cháo thì mình cho được hết thôi, tại vì cái con dẹp nó ngọt sẵn rồi. Muối muối đâu người ta, muối đâu người ta, bịch muối đó, thấy đâu, muối đâu đây nè, đây, trời ơi bịch muối rất thèm mà, tiêu này ông xàm muối, đây vô muối, đây tiêu đây, vô muối nước mắm, trời ơi, tôi nói nghe nè ông xàm, chơi quét thấy hàm không mạnh, hồi nãy tôi có ngâm mà dẻm với muối rồi đó, thiệt hả, thôi, điện thoại mặn như muối lậu chứ sao giờ, nước mắm thôi, như là cháo mà dễ gì mặn, tiêu đây, cháo mà tao cũng lộn mà. Vô tiêu luôn. Xin mời bé sạp đây. Vô nè. Ủa, thơm vải. Ngon lạnh cành đào này. Ông muốn hành không? Xào cho nó săn xíu nữa là mày dở nách ra mà vũ cháu đây. Thôi. Nhờ dở nách ra vũ cháu này là có một hành liền vậy. Dắt này dắt hẹn. Nó săn săn cái bắt con cháo vô không đổ hành, đổ vô vô là xong kẹo. Đây, bây giờ cái nồi dẹp mình đã săn nha bạn. Giờ nhắc xuống mình đưa nồi cháo lên ăn, mình đổ vô cái nồi cháo đó nha. Trời ơi trời, đổ vô cái giò cái sẽ xong một kẹo luôn á. Vô lên cháo nè. Ủa dạ. Ê kiếm anh nóng quậy. Đây giờ mình sẽ cho này vô đây luôn nha bạn. Đó thêm chút xíu tôi nghĩ là không có ăn được luôn. Không sao chút là nghỉ ăn luôn hả? Rồi cho lên đi, chuẩn bị nghỉ ăn nè. Bữa sáng thôi. Những cây kìa đẹp gái vậy hả? Nhẹ nhàng nhau sao? Nhẹ nhàng sống khói nè. Đồ cái nồi cháo dẹm ngon tuyệt vời không? Quá đã bạn ơi, chắc tối bố nem có nồi cháo này linh đình rồi. Các bạn có thịt dẹm nằm dưới đáy không nè. Ồ, có quả đã. Giờ nhắc xuống cho bạn chín rồi. Là anh em mình làm bậy bữa cháo đêm nha bạn. Đấy. Đây cái nồi cháo dẹm của anh em mình nấu xong nha bạn. Đây thịt dẹm lợn cận đây. Trời ơi đất này mà quên nồi cháo này cái tối này hàng luôn. Đường nào cũng hàng hết. Hàng dẹm sao? Hàng mặt tử. Tối đá. Hàng mặt tử là không quần không áo nó đi tùm lum nữa. Tối nay mình cũng vậy đó. Đây giờ mình sẽ làm thủ tục trước các nha bạn. Ông bà không ngoại không ngoại đây, ông tạ ông địa ở đây, có ai ở đây thì đi ngang đây thì ghé lại ăn cháo dẹm với tụi con. Ông bà ơi phù hộ độ cho tụi con tối ngủ ngon lành ngon giấc. Sáng ngày mai con đã xong thử thách 72 giờ ở đây rồi, con sẽ trả lại cái sự bình an và yên lành lại cho ông bà ở đây nha. Ông bà diễn cháo với tụi con. Ông bà ơi trời ơi giờ này mấy anh em mình ăn đồ cháo xong, mấy anh em mình lông dễn một cái xua lòng giấc tới sáng thì thôi ghé ghe bố hôm nay luôn, bố hôm nay cạch cạch luôn. Giờ tối ăn chip chip luôn. Chip thấy thèm mà. Quay chip chip chỉ 10.000 đồng. Này mày mới đâu đó. Quay vậy. Quay thay chip chip.
quên chip chip. Không sao. Hả? Ăn cháo bọc ni lông. Thèm quên chip chip, chắc chỉ mừng đâu. Con này tôi nghĩ tôi ngủ không được rồi đó. Sao? Rồi chiều ông nãy tôi nói ông gọi đó, ông nông dân ông đi ngang ông xịt thuốc lúa đó. Trời ơi, tao hàng mà tử luôn dữ dữ à. Ông ho ho mình lao động vô mình cho ông uống siêu ho. Tôi sợ con ma vú dài. Vú dài thì nó thòng cái từ cái lỗ này nó thòng xuống. Trời ơi, cái đó còn ngon nữa đó anh. Còn sữa thiên nhiên hả? Trời ơi, hai bình sữa lưu động rồi chơi, nó chỉ thấy thèm á. Không. Nắm buộc ra luôn. Hai cái thùng ra chơi nữa. Dắt cái sữa sạch hết hết xuống. Trời ơi. Uống hồi đã xong hộp đất sét luôn. Đủ. Chị sao anh? Mày tưởng có sữa thiệt cho bố hả? Có lắm. Đi nổi sôi toàn bao đất sét nằm xét trong nồi vô làm gì mà có sữa. Sỏi đá sạn gì. Sữa chỉ có tao ông sàn hay ông thổi có thôi. Làm gì mà đâu ai có sữa. Đó giờ. Thôi ông bà ăn cháo xong cho tụi con xin phép được ăn cháo ha. Rồi thôi mời tất cả bạn cùng ăn cháo nè bạn. Cháo dẹm đêm khuya ngon lắm. Đợi bạn nha bạn. Hồi chiều anh em mình lặn hộp mấy ra đâu cả tiếng hồ mới được nhiều nè bạn. Nước nó sâu yếu xìu á. Lặn hơi đem lên 4-5 con, lặn hơi đem lên 4-5 con mà nước sâu hết xịt đã. Các bạn coi này liên tưởng tới cái gì bạn? Dẻm. Dẻm gì trời? Không lẽ mà liên tưởng thành vậy đâu mà liên tưởng thành gì? Tao liên tưởng thành dẻm á. Đâu mà liên tưởng thành gì? Tao không biết mày liên tưởng thành gì. Liên tưởng thành gì? Tao liên tưởng thành dẻm đó. Dẻm mà. Mày liên tưởng thành gì? Thôi ăn đi. Làm sao biết được? Thôi mời tất cả bạn cùng ăn cháo dẻm mình nha. Đây. Mình chèm, chèm với nước mắm mắm vô nè. Wow. Oh my god. Vô giá không? Vô luôn. Vô luôn. I am thank you. Thank you very much. Màu đen phải cho ông nguyên giá bự. Làm giá đi, mày không có không có đâu. Nếu cháo không có nước mắm vô là không thể nào thơm được. Đây, xin mời các bạn nha bạn. Có quá đã. Dạ. Dạ ngon. Cháo dẻm ngon lắm nha bạn. Ngon. Mình dẻm dai. Như gạn. Sao ta kêu bằng cái lợn ngâm? Hả? Lợn ngâm là phụ nữ bắt với lợn ngâm. Mình là sơ nam. Mình là đàn ông bắt ngâm. Là cờ ngâm. U ngâm. Hấp cái muốn sơ lên mình luôn sao? Trời ơi nóng yếu xìu. Anh em mà vừa nấu chín cái là anh em mình mời các bạn liền bởi anh em mình cũng cái nóng ghẻ à. Ăn nóng ngon. Cháo quá đã. Anh em mình đi sinh tồn thử thách trong đây nên cái nồi cháo này nó thiếu hành nha bạn. Nên các bạn thông cảm giùm em nha. Nãy mình tính là ngắt mấy cái lá lúa cắt vô làm hành rồi. Mình chưa sợ nhám mà ăn không được. Tính bò. Tôi mới cho mấy hành á. Cậu go hành dẹp mát ai con gắn. Thôi ông làm hửi cái cậu ăn vô là có hành này. Con gắn nó trong cái cánh nó ngóc cái đầu ra kìa sệt hả? Em chưa nãy giờ lẳng quẳng đâu đây mùi hành. Hồi trước tôi có một bạn. Cái nắp nó là cái kèn á. Bấm vô cái kia. Tiếp. Trời ơi nó tép cái cánh nó lật nha, nó ra đụng dữ à. Mời anh cái tép cái cánh này nha. Đừng bung dặn giọng cánh quá. Người ta chịu không nổi. Đầu của đã. Thôi vậy. Cái nãy mày không lấy đắt cà na nhấp vô làm hành ta. Đủ vậy. Thì nó cũng xanh là tự hành vậy. Cháo cà na. Nè cái dây dù á. Dù nhấp ăn được. Lấy dây của cái giọng á. Như vậy à. Nhấp vô. Nhấp vô té luôn á. Ồ, vậy em nè bạn. Mập chưa? Mời bạn nha, nhỏ mà mập dễ. Ngon quá. Ghê quá bạn. Nó có hả? Hết rồi nè. Trời ơi, dễ mạt luôn anh. Xuống chén luôn hả? Ngon quá bạn. Ồ, trứng vậy. Cháo vậy nè. Quá trời luôn á. Thịt nhóc chưa? Thịt nhiều lắm. Nước mắm kìa, ngon quá. Đặc sản miền Tây kìa. Trên cá thiệt kìa không? Thiếp lắm. Quậy lên nha. Mời bạn các bạn. Đặc sản miền Tây. Đấu kẻ tiền. Đặc sản miền Tây đó. Lờ quay sinh tố. Thử nó vậy. Gì không thôi. Nóng kìa. Ủa không nóng không vỗ đó có khách nóng không? Bao tử rồi. Đáng ra người ta nóng cái bao tử mình nuôi nóng quá chịu nổi là phải làm nào. Ừ. Cho hạ hơi đi vô mà ngủi. Vỗ vậy đâu ngủi. Tôi chơi là cái đánh lạc hướng. Đánh thấy thì em á. Tại vì tôi ngậm vô trong đây là nóng ở trong cổ nè. Tôi vỗ đây tôi đau ngoài này là tôi đã bị. Hít hơi vô là cho nó hòa cái hơi nóng trong cho nó bớt nguội liền. Nóng cái bao tử gì á hả? Từ cái ngực xuống tới bao tử nóng gì á hả?
tôi đã cái chén chấm hấp một cái nó ngon. Giờ rồi, giờ mời bạn chén bạn nè, coi thịt thịt dẻm nọ. Bút giá lên rồi đang nhóc dẻm nè. Còn còn thịt dẻm nhiều lắm. Ồ. Quá. Quá. Đây. Mời em mời ơi. Mời bạn. Ok. Ngon em sao? Ngon lắm chứ trời. Chấm dẻm không ngon còn cái nào ngon nữa. Ừ. Mai còn 3 ngày nữa mà. Dữ mạnh. Mai mình còn đây nữa hả? Mới nấu là ngày mai, là sáng mai là mình trả lại sự bình an và yên bình cho ông bà ở đây rồi đó. Thì ông bà không cho ở trên đất này xuống dũng hả? Đủ. Xuống thấy thèm hả? Quá, quá đã. Sáng mai nữa là anh em mình đã tròn được 72 giờ nha bạn, 3 ngày 3 đêm ở đây rồi. Học được 72 phép rồi. Sáng mai là anh em mình sẽ ruộng đồ để anh em mình trả lại sự bình an cho ông bà ở đây. Và anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và yêu thương anh em mình, theo dõi anh em mình trong suốt thời gian vừa qua nha. Nếu tất cả các bạn có thích những cái clip sinh tồn và thử thách như vậy thì các bạn hãy comment cho anh em mình biết để anh em mình có thể làm thêm những cái thử thách và sinh tồn khác. Mong các bạn sẽ comment cho anh em biết nha. Cái gì ông thận? Ai biết đâu. Đủ. Nướng vậy mới chạy xuống vậy đây. Vô bạn. Đâu kìa hả? Ừ. Nó chạy lên rồi nó xăng đâu chạy xuống. Ở trên ngã ba trung lương chạy xuống á. Vậy tôi đánh có bọt rồi. Quá đã. Quá đã bạn ơi. Không có miếng nóng đâu sao? Bọt quá. Nóng lắm. Bà tử tôi nè. Ở quê anh em mình á thì chỉ có ruộng, ruộng lúa thì phì nhiêu rất là nhiều luôn. Cầu ba gãy cái luôn á. Đã vậy anh em mình mỗi lần sinh tồn thì anh em mình sinh tồn trong ruộng thì chỉ có mấy món ăn đồng quê và quen thuộc này để gửi tới các bạn thôi. Thì chỉ có dẹm, ốc, cá, ốc. Thì hôm anh em mình cắm ếch thì được mấy ếch đó thì nó vòng vòng mấy món này à. Cái gì vậy trời? Sạch sạch cái gì? Có khi nào bữa cuối cùng của ngài cái cuối cùng cái thèm á. Ngon luôn. Gì mà nằm trên đó khó chịu dưới trời. Ngon quá. Nên quá. Nên anh em mình cái hộp tiêu không sao. Ừ. Xuống đã sắp xuống. Tiêu luôn rồi chặt cam hôi luôn trời. Để mình nấu lần nữa rồi có không nha bạn. Nên anh em mình á thì chỉ có thể làm trọn vẹn trong những cái món ăn đồng quê này để gửi tới tất cả các bạn thôi. Lâu lâu anh em bắt được gà móng đỏ à. Xem anh em mình á thì mong tất cả các bạn hãy luôn yêu thương anh em mình để cho anh em mình có nhiều động lực. Anh em mình biết lúc nào ở sau lưng anh em mình, lúc nào cũng có tất cả các bạn ở bên cạnh hết. Bởi vì anh em mình có thể sinh tồn và thử thách ở những cái chỗ khác để gửi đến tận tới các bạn. Các bạn hãy thương yêu anh em mình thì hãy gửi cho anh em mình một like và một chia sẻ và một đăng ký để tặng anh em mình nha bạn. Anh em mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Con dẹm dính cho nó ngã ba trung lương mình. Nói chuyện có chuyện quái. Giống bị ngạt mũi rồi. Thôi, xin mời tất cả các bạn thêm một chén nữa nha bạn. Phơi bán không sao? Phơi đó. Bye. Đó. Ây da. Bạn cháy luôn hả sao bạn? Có gì ngon hơn mà bằng mấy anh em mình cùng chung tay cùng đi bắt dẹm, cùng nấu một cháo khuya. Chắc này tối khuya rồi mà giữa đồng giữa ruộng rất lạnh lẽo mà anh em mình có nồi cháo này thì nói chung là ấm lòng chiến sĩ rất là nhiều luôn nha bạn. Quá đã luôn á. Nóng quậy. Tính ra lãnh thổ nào mà anh em mình đi tới đó rồi là anh em mình để lại những dấu tích. Đây là cái bếp của anh em mình là đóng bằng mấy cái cây á. Đi tới đâu là bếp nằm mấy cây lũ củ ngủ. Bếp 3 cây. Anh em, các bạn thấy chó không? Nó đi tới đâu nè nó đá chỗ đó. Còn anh em mình đánh dấu lãnh thổ là bằng những cái cây trụ bếp. Gãy cây ra anh em mình đốn cây khác để là đóng 3 cây là bể nào lên nấu. Lương xương là rất ngon. Đi tới đâu mà thấy 3 cái cây trụ nọc là biết rồi đó. Vì đó giờ mang các bạn chưa? Rồi. Ngon. Ngon. Quá ngon. Nhức nách luôn. Trời, ba chén. Mà tôi nhìn này tôi thấy giống ghẻ luôn trời. Nhóc cái thèm mà. À rồi. Chắc nha. Khác gì hết trơn. Cái cá nó không có cái lỗ rồi. Nhiệm nổi. Không, cái nó là cái miệng của con này nè. À, miệng ha. Con này miệng lợ ha. Miệng gì lợ là miếng gì? Miệng lợ là miếng miếng dẻm đó. Dẻm miếng dở. Dở ha. Vậy tao rốt quá vậy, tao sướng âm phát âm đôi khi nó còn hơi tào lao một chút. Mong mày thông cảm. Xin thông cảm và bỏ qua. Xin thằng hành cảm ơn cô đây rất nhiều. Thôi bây giờ anh em mình nói chung thì chắc giờ này nó cũng khuya rồi nha bạn. Hồi nãy anh em mình nấu cháo là khoảng 7 giờ.
giờ này nấu cháo chín, vừa luộc dẹm vừa gỡ dẹm ra không nấu cháo nữa, chắc này nó đã gần 9 giờ rồi các bạn. Anh em mình sẽ tắt máy quay tại đây chút xíu để anh em mình cùng nhau ăn hết nồi cháo này, và anh em mình sửa soạn lại những cái giỏng quyền thoại của anh em mình để anh em mình tịnh một giấc để lấy sức khỏe đây. Ngày mai anh em mình sẽ dọn đồ về nha các bạn. Nói chung anh em mình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi tới tất cả các bạn vì các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho anh em mình. Anh em mình khắc dạ ghi tập những cái lời bình luận, những lời comment của tất cả bạn nha. Thôi bây giờ anh em mình tạm gián đoạn cái máy quay phim chút nha bạn, để mấy anh em mình cùng chung nhau ăn cái nồi cháo này, rồi hồi anh em mình sẽ quay lại ngay. Mong các bạn đừng về màn hình, đừng chuyển kênh, anh em mình sẽ quay lại ngay nhé. Đâu vậy hả? Đâu vậy hả? Hai ông ngủ rồi hả? Ngủ chưa? Ông Thảo ông chùm kính mít rồi. Thảo ơi, nằm đây đường nào cũng ngon đã vậy. Mười vãi, mười lắm. Rồi các bạn ơi, anh em mình nói chung bây giờ này nó cũng phi lơ phi lắc này nha các bạn. Anh em mình sẽ tịnh một giấc thật ngon để sáng ngày mai anh em mình sẽ dọn đồ về. Lô lấy chai rồi ăn cái đi. Nuốt luôn để trả lại sự bình an và yên bình cho ông bà ở đây nha bạn. Trước khi anh em mình ốp cái máy quay lại thì anh em mình cũng chúc cho tất cả các bạn có một buổi tối đầy niềm vui và hạnh phúc và ngủ ngon giấc bên người thân yêu của tất cả các bạn nha. Còn bây giờ anh em mình sẽ ngủ một giấc thật ngon nha bạn. Chúc tất cả bạn ngủ ngon. Thôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở sáng ngày mai nha bạn. Chào các bạn nha. The next day later. Hello các bạn nha. Sáng rồi bạn ơi, giờ này cũng 7 giờ mấy rồi. Chào bạn nha. Anh em mình thức dậy để gom đồ đạc gọn gàng để anh em mình giúp quân nha bạn, để trả lại sự bình yên cho cái hàng cà na này và vùng đất này nha bạn, để cho ông bà được yên tĩnh. Hôm nay anh em mình cũng đã chơi gì chơi nhốt không nổi, phá hoại hôm nay cũng 3 ngày 3 đêm rồi bạn ơi. Thôi thức dậy dọn đồ anh em ơi. Sao ra được? Mà ngủ mới đi. Chơi đẹp gái vậy? Ngủ thấy thèm mới sáng thức dậy ngủ thì mới đi. Ngủ sương sương chút nữa ha. Ngủ sương sương, ngủ lai gai, ngủ vô vẻ không bảo. Trời ơi. Thôi anh em mình cũng chúc cho tất cả các bạn có một buổi sáng tràn đầy niềm vui và gặt hái được nhiều thành công trong ngày mới này nha các bạn. Còn bây giờ anh em mình sẽ khép lại clip 72 giờ sinh tồn và thử thách trong ruộng này. Nếu tất cả các bạn có yêu thích clip sinh tồn như thế này thì các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ clip giúp anh em mình, và các bạn đừng quên bấm cho anh em một like. Các bạn like và chia sẻ và đăng ký kênh hoàn toàn là miễn phí, nên tất cả các bạn hãy chung tay để ủng hộ cho anh em mình nha các bạn. Thôi bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip tại đây đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip thử thách sinh tồn tiếp theo nha. Bye bye, bye.